Quý vị và các bạn thân mến, khoảng 3 tuần trước, một YouTuber của Indonesia đã so sánh top những thành phố lớn nhất giữa hai nước Việt Nam và Indonesia thông qua hình ảnh về diện mạo và quy hoạch thành phố. Rõ ràng thông qua video, các khán giả Indonesia đều đồng ý rằng thủ đô Jakarta hiện tại của họ là số 1 trong danh sách. Tuy nhiên, các thành phố khác lại không thể cạnh tranh được với các thành phố của Việt Nam. Các thành phố của Việt Nam trông rất mới mẻ, hiện đại và quan trọng là sạch sẽ và gọn gàng, không có khu ổ chuột. Sự phân bố đầu tư nguồn lực kinh tế cũng đồng đều trên khắp cả nước là một điều đáng để học hỏi. Nhờ đó mà sự cách biệt giàu nghèo không lớn như ở Indonesia của họ, nơi mà tất cả đều tập trung vào đảo Java, và trên đảo lớn Java thì tất cả cũng đều tập trung ở thủ đô Jakarta. Và sau khi xem những hình ảnh thực tế này, các khán giả Indonesia đã bình luận những gì thì xin mời mọi người cùng xem tiếp nhé. Tôi là người Indonesia nhưng tôi phải thừa nhận rằng Việt Nam rất đẹp, tôi muốn đến đó một ngày nào đó, Việt Nam tuyệt vời, nhiều tình yêu từ Indonesia gửi đến Việt Nam. Sự tiến bộ của Việt Nam thật phi thường, lời chào nồng nhiệt từ Indonesia. Dịch tế đất nước ảnh hưởng, Việt Nam chỉ rộng 300.000 km trong khi Indonesia gần 2 triệu km. Một tỉnh của Indonesia tương đương diện tích 5 tỉnh ở Việt Nam. 5 tỉnh của Việt Nam gộp lại thành một nên bạn có thể thấy các tòa nhà ở Việt Nam nằm san sát nhau nên trông rất sang trọng. Tất cả thành phố ven biển Việt Nam đều đẹp và rất ngầu. Chúng ta phải thừa nhận rằng các thành phố ở Việt Nam hiện đại hơn và được tổ chức gọn gàng hơn, nhưng chúng ta vẫn phải tự hào về đất nước Indonesia của mình. Bởi vì chính phủ tập trung phát triển các thành phố trong khu vực của họ, nó tỷ lệ nghịch với Indonesia. Đất nước của họ mới được thành lập gần đây nên việc quy hoạch đô thị không khó. Trong khi đó, ở Indonesia, hầu hết các thành phố đã có tuổi đời hàng trăm năm nên việc phát triển gặp nhiều khó khăn, tốt hơn là xây dựng những thành phố mới để quy hoạch gọn gàng hơn. Thành thật mà nói, chỉ có Jakarta mới có thể vượt trội hơn Việt Nam. Các thành phố khác của chúng ta phải thừa nhận rằng chúng thua kém Việt Nam. Tiến lên nào, Indonesia của tôi. Thật vui khi thấy Việt Nam ngày càng phát triển, cái khó là duy trì và tiếp tục phát triển. Việt Nam mới thật sự kết thúc chiến tranh hai lần vào năm 1980 sau khi chiến tranh với Trung Quốc nổ ra do Trung Quốc không chấp nhận việc Việt Nam tấn công Campuchia. Trước đó họ đã trải qua một cuộc chiến kéo dài với Mỹ và giành chiến thắng vào năm 1975. Sự phát triển của Việt Nam rất ngoạn mục chỉ trong khoảng 30 năm. Việt Nam là một thành phố xinh đẹp, bố cục thành phố gọn gàng, đẹp mắt, nhìn cũng không quá tắc nghẽn. Thành thật mà nói, các thành phố thứ 2, 3 và 4 ở Việt Nam sáng sủa hơn so với Indonesia. Jakarta so với Hà Nội thì Jakarta thắng nhưng các thành phố còn lại của Indonesia lại thua Việt Nam. Nếu muốn so sánh về độ sạch sẽ, tại sao không so sánh giữa các làng quê? Thôi thì thừa nhận điểm mạnh của đối thủ cũng không sao, đặc biệt là khi thành phố Hồ Chí Minh đã rất nổi tiếng trên thế giới, trong khi Surabaya lại ít được biết đến hơn. Trong lĩnh vực phát triển hạ tầng đô thị, các thành phố ở Việt Nam đang có sự tiến bộ rất nhanh. Điều này thật sự đáng ngưỡng mộ và nhận được sự tôn trọng đánh giá cao từ Indonesia. Năm 2012, tôi đến thành phố Hồ Chí Minh. Nó rất khác so với bây giờ. Lời chào tuyệt vời từ Indonesia. Chỉ có Jakarta là vượt trội. Về sự phát triển của chúng tôi vẫn lấy Jakarta làm trung tâm, do đó có sự chênh lệch xã hội lớn và thiếu sự phát triển công bằng ở mỗi tỉnh. Phải thừa nhận rằng các thành phố ở Indonesia có vẻ lộn xộn trong quy hoạch, nhưng tình yêu của bạn dành cho quê hương vẫn mãnh liệt. Đồng thời, bạn cũng dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam, nơi có những thành phố đẹp và hiện đại mang phong cách Trung Quốc. Tôi là người Indonesia, tôi vẫn yêu Indonesia và yêu Việt Nam. Video thật tuyệt vời, nó tạo động lực để phát triển và trở nên tốt hơn trong tương lai. Dân số của Việt Nam hiện đang vượt xa Malaysia và thấp hơn Nhật Bản. Có lẽ trong tương lai, Việt Nam sẽ thay thế vị trí kinh tế của Nhật Bản khi mà số dân của Nhật Bản ngày càng giảm sút nghiêm trọng, tạo ra cơ hội lớn cho Việt Nam trên sân khấu kinh tế châu Á. Indonesia có vẻ sẽ tiếp tục cạnh tranh với Trung Quốc và Ấn Độ trong tương lai. Dù sao thì ước mơ là miễn phí và chúng ta cần phải có ước mơ mà. Việt Nam thật sự vượt trội, các thành phố đều gọn gàng và ngăn nắp. Ở Indonesia, chỉ có Jakarta là đáng chú ý, còn các thành phố khác thì có vẻ lộn xộn. Xin gửi lời chào từ Đông Nam Á.
Xét về GDP, thành phố Surabaya có GDP nhỉnh hơn một chút so với thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm tài chính của Việt Nam, với 82 tỷ USD của Surabaya so với 80 tỷ USD của thành phố Hồ Chí Minh. Dân số của Surabaya là 11 triệu người, trong khi thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 13 triệu người. Thậm chí các thành phố khác được so sánh về quy mô GDP cũng cho thấy các thành phố ở Indonesia có GDP lớn hơn so với các thành phố ở Việt Nam. Số lượng tòa nhà chọc trời không phản ánh chính xác tình hình kinh tế của một thành phố. Ví dụ ở Los Angeles và Manila, Manila có nhiều tòa nhà chọc trời hơn. Nhưng GDP của Los Angeles lại lớn hơn, đạt khoảng 700 tỷ USD. Riêng Jakarta, GDP của thành phố này cũng lên tới 324 tỷ USD. Indonesia thua Việt Nam bởi vì ở Indonesia, các quan chức tham nhũng hàng loạt, đừng nói đến tiền cho việc phát triển, ngay cả tiền trợ cấp xã hội cho người nghèo cũng bị tham nhũng, thật là không có lương tâm. Trong khi nhậm chức họ đã thề trước tôn giáo, thật là đáng buồn. Việt Nam thật sự đỉnh, có vẻ họ đã thắng thế chúng ta rất nhiều về vẻ bề ngoài. Dù có vẻ khó chấp nhận, chúng ta phải thừa nhận rằng Việt Nam đang phát triển nhanh hơn so với Indonesia. Các thành phố lớn của Việt Nam được tổ chức và quy hoạch rất tốt, và điều này còn mở rộng ra cả các thành phố nhỏ hơn xung quanh. Trong khi đó, Jakarta vẫn còn gặp nhiều vấn đề như khu vực ven sông và ven đường tàu còn rất lộn xộn, và nhiều khu vực ven biển cũng rất nghèo nàn. Những khu vực này vẫn còn tình trạng kém phát triển. Gần như là so với Bangladesh, chúng ta cần phải thành thật về tình trạng này để có thể cải thiện cho Jakarta và các thành phố khác. Tòa nhà chọc trời không phải là tiêu chí để đánh giá sự phát triển hoặc thịnh vượng của một quốc gia. Ở châu Âu, mặc dù không có nhiều tòa nhà cao tầng, nhưng các quốc gia ở đó vẫn rất phát triển và thịnh vượng. Tôi thừa nhận các thành phố ở Việt Nam gọn gàng và đẹp hơn. Cần thừa nhận rằng chính phủ Indonesia đang tụt hậu trong việc xây dựng khu thương mại trung tâm, chúng ta chỉ tập trung ở thủ đô. Việt Nam tuyệt vời, các thành phố của họ đang trở nên tốt đẹp hơn. Các thành phố ở Việt Nam rất sạch sẽ, không có kẻ ăn xin vào khu ổ chuột. Chỉ có Jakarta là nổi bật, tiếc rằng các tòa nhà ở Surabaya lại phân tán quá nhiều, không tập trung. Dù có xây dựng thêm các tòa nhà mới ở trung tâm Surabaya thì cũng chỉ khoảng mười mấy tầng. Nếu ở Bacha Bajut và Pemuda Surabaya có thêm khoảng 10 tòa nhà cao 35 tầng, có lẽ diện mạo Surabaya sẽ thay đổi đáng kể. Thành phố không chỉ là về những tòa nhà cao tầng, hãy xem xét các cơ sở hạ tầng khác. Indonesia có hàng trăm thành phố trải dài trên các đảo lớn và nhỏ, cuộc sống hiện diện ở khắp mọi nơi, kể cả những vùng xa xôi. Điều này cho thấy Indonesia có khả năng phân phối thực phẩm thông qua các tuyến đường bộ và đường biển, qua sân bay, cảng và bến tàu. Đất nước có nhiều nguồn năng lượng như các đập lớn để cung cấp nước, năng lượng và tưới tiêu cho nông nghiệp. Có nhiều cây cầu lớn và biểu tượng để nối liền các khu vực có sông lớn, sông nhỏ. Nhiều trường đại học lớn và rộng rãi được xây dựng ở khắp nơi, các cơ sở y tế cũng có mặt ngay cả trên những hòn đảo nhỏ nhất, đường xá được xây dựng qua núi đồi và ven biển. Indonesia đã phát triển nhiều cơ sở hạ tầng cho không chỉ một thành phố duy nhất. Indonesia có đến hàng trăm thành phố và chắc chắn chúng tôi có nhiều thành phố hơn Việt Nam. Mặc dù có sự phân cách bởi biển và đảo, những các khu vực khác ở Indonesia cũng đang phát triển, bao gồm cả những hòn đảo nhỏ nhờ vào cơ sở hạ tầng. Indonesia có nhiều thành phố lớn và các thành phố cấp 2 đang phát triển, có thể trở thành thành phố lớn trong tương lai. Số lượng tòa nhà cao tầng không phải là tiêu chí duy nhất để đánh giá sự phát triển của một thành phố. Việt Nam có diện tích nhỏ hơn đảo Sumatra nhưng mật độ dân số lại khá cao trong khu vực ASEAN. Vì vậy, việc xây dựng nhà ở dạng chung cư hoặc tòa nhà nhiều tầng là hợp lý. Với diện tích nhỏ và dân số đông, người dân Việt Nam có ít lựa chọn và nơi cư trú và thường sống trong các tòa nhà với không gian hạn chế. Ngược lại, ở Indonesia có nhiều lựa chọn về nơi cư trú. Bạn không nhất thiết phải sống trong các tòa nhà cao tầng, chung cư hay căn hộ. Các thành phố ở Indonesia có nhiều loại hình nhà ở khác nhau như nhà đơn giản, nhà trung cấp, nhà cao cấp, khu đô thị hoặc các khu dân cư tự quản với nhiều tiện nghi. Nếu so sánh về xây dựng, các tòa nhà ở Surabaya vẫn kém hơn so với thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Có gì đáng tự hào về các tòa nhà cao tầng? Surabaya luôn được các tổ chức quốc tế công nhận về sự sạch sẽ của thành phố. Indonesia lớn nên phát triển chậm, Việt Nam nhỏ hơn Singapore nên phát triển hạ tầng dễ dàng. Điều này chưa tính đến việc so sánh với Thái Lan. Về quy mô đô thị, rõ ràng Indonesia thua xa so với 4 thành phố của Việt Nam. Không biết điều gì khiến người Việt Nam cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy các thành phố ở Indonesia. Thành phố lộn xộn, nhiều người tự mãn, tự cho mình là tiên tiến nhất ở Đông Nam Á và được thế giới chú ý nhất, thật đáng tiếc. Vấn đề đô thị của Indonesia vẫn thua kém Việt Nam, nghĩa là Việt Nam tiến bộ hơn Indonesia.
Mặc dù Hà Nội không có nhiều tòa nhà như Jakarta, nhưng hầu hết các thành phố lớn ở Việt Nam đều có nhiều tòa nhà. Ở Indonesia, các tòa nhà tập trung chủ yếu ở Jakarta. Điều này có nghĩa là sự phát triển không đồng đều. Trong khi đó, ở Việt Nam, sự phát triển của các tòa nhà là đồng đều ở tất cả thành phố lớn. Nếu xét về sự phân bổ xây dựng, Indonesia cũng đang dần cải thiện, đặc biệt là về cơ sở hạ tầng. Trong 20 năm qua, nhiều cơ sở hạ tầng đã được xây dựng trên các đảo khác nhau. Bạn có biết không, trung tâm kinh tế của Indonesia nằm trên đảo Java, nơi có dân số lớn nhất và sự phát triển cơ sở hạ tầng rất mạnh mẽ. Điều này đôi khi khiến các đảo khác cảm thấy ghen tị vì Java được chú trọng nhiều. Tuy nhiên, hiện nay cơ sở hạ tầng và đầu tư không chỉ tập trung ở đảo Java mà đã lan rộng đến các đảo Sumatra, Sulawesi và Kalimantan. Indonesia đang xây dựng thủ đô mới trên đảo Kalimantan. Khi hoàn thành, điều này có thể thúc đẩy nền kinh tế Indonesia phát triển nhanh chóng và có khả năng trở thành nền kinh tế dẫn đầu ở ASEAN vì thủ đô mới sẽ nằm ở một vị trí rất chiến lược. Quy mô nền kinh tế của Indonesia cao nhất Đông Nam Á, nhưng nó không tỷ lệ thuận với phúc lợi của người dân vì thu nhập bình quân đầu người của chúng tôi vẫn thấp hơn Singapore, Brunei, Malaysia và Thái Lan. Rõ ràng là nền kinh tế Indonesia vẫn tập trung chủ yếu ở Jakarta, trong khi Surabaya, Bandung và Medan chưa đạt được sự phát triển tương tự. Ngược lại, nền kinh tế Việt Nam phân bố đều hơn. Tuy nhiên, việc có Nusantara sẽ thêm một thành phố lớn nữa cho Indonesia và dự kiến sẽ trở thành một thành phố thông minh. Đặc điểm của các thành phố ở Indonesia thường là lộn xộn, không gọn gàng và trông có vẻ bừa bộn. Đừng giận nhé, tôi cũng là người Indonesia, bởi vì đa số người dân Indonesia khó quản lý. Việt Nam phát triển đồng đều, không như Indonesia giàu nghèo trộn lẫn, thành phố và khu ổ chuột là một, không như Việt Nam, thành phố và làng mạc tách biệt ra. Trong mọi lĩnh vực, Indonesia luôn gặp phải sự không đồng đều, bao gồm cả việc phát triển các thành phố. Rõ ràng sức mạnh kinh tế chủ yếu tập trung ở Jakarta, còn các thành phố khác vẫn còn kém phát triển so với các thành phố ở Việt Nam. Việt Nam đã bị tàn phá bởi cuộc chiến, nhưng bây giờ thành phố của họ trông rất tuyệt. Indonesia chỉ là Jakarta, các thành phố khác là thành phố ổ chuột. Sự khác biệt là hầu hết các nhà phát triển ở Indonesia xây dựng nhà ở theo kiểu phân tán, trong khi các quốc gia khác thường xây dựng nhà ở dạng tòa nhà cao tầng. Vì vậy, Indonesia có vẻ kém hơn về số lượng các tòa nhà cao tầng. Sự phát triển ở Indonesia khá tập trung vào Jakarta và chưa đồng đều. Surabaya đã bị bỏ xa so với các thành phố lớn khác trong ASEAN, mặc dù đây là thành phố lớn thứ hai ở Indonesia, lẽ ra nó nên vượt trội hơn thành phố Hồ Chí Minh. Sự phát triển đô thị ở Indonesia không thể giống như các quốc gia Đông Nam Á khác vì có nhiều công trình lịch sử từ thời thuộc địa Hà Lan không thể bị phá bỏ. Một số thành phố ở Indonesia cấm xây dựng tòa nhà cao tầng hoặc giới hạn chiều cao của các tòa nhà vì dễ bị động đất và để bảo tồn các công trình di sản từ thời thuộc địa. Khi các thành phố được đánh giá dựa trên số lượng tòa nhà cao tầng thì rõ ràng Indonesia thua kém. Ai muốn sống trong căn hộ mà mỗi năm đều phải đối mặt với nguy cơ động đất lớn? Ai muốn sống trong các tòa nhà cao tầng? Tôi từng ở Lombok vào năm 2019 và trải qua trận động đất mạnh 7,6 độ Richter, khiến nhà của chúng tôi bị phá hủy. Hiện tôi cảm thấy ám ảnh với các tòa nhà cao tầng. Giờ đây khi xây dựng thủ đô mới ở Kalimantan, một khu vực an toàn hơn khỏi động đất, lại chọn phát triển theo mô hình thành phố rừng chứ không phải thành phố lớn. Trong khi các quốc gia khác đang đua nhau xây dựng các thành phố lớn, chúng ta lại làm điều ngược lại. Tóm lại, chính phủ và người dân chúng ta không mấy quan tâm đến các tòa nhà cao tầng. Thử hỏi, bạn có muốn sống trong căn hộ hay nhà chung cư không? Chắc chắn là không muốn, đúng không? Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là những so sánh bình luận của dân mạng Indonesia khi nhìn vào các thành phố hàng đầu của Việt Nam và Indonesia. Có thể thấy điểm nổi bật trong các bình luận của họ là khách quan và thân thiện. Vậy bạn nghĩ sao về điều này? Hãy để lại ý kiến của bạn ở bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.